Mình đã nói rất nhiều về phương trình vi phân Tuyến tính thuần nhất một cách trừu tượng Nếu G là một nghiệm vậy thì hàm số bất kỳ Nhân G cũng sẽ là một nghiệm Hoặc nếu G và H là nghiệm Vậy thì G cộng H cũng sẽ là nghiệm Bây giờ hãy đi vào vấn đề Vì mình nghĩ nó sẽ giúp bạn tiếp thu dễ hơn Thay vì làm bạn hoang mang Giả sử mình có phương trình vi phân Đạo hàm lần 2 của Y liên hệ với X cộng 5 nhân Đạo hàm lần 1 của y liên hệ với x cộng 6 nhân y sẽ bằng 0. Vậy chúng ta cần phải tìm một y mà một nhân đạo hàm lần 2 của nó cộng 5 nhân đạo hàm lần 1 của nó cộng 6 nhân chính nó bằng 0. Và bây giờ hãy dừng lại và suy nghĩ xem loại hàm số nào nếu mình có hàm số và mình lấy đạo hàm và lấy thêm đạo hàm lần 2 trong đa số trường hợp mình có một cái gì đó hoàn toàn khác như nếu là như nếu y là x mũ 2 vậy y phải sẽ là 2x và y y phải phải sẽ là 2 và sau đó sẽ cộng chúng lại với nhau làm thế nào để x sẽ trừ hết để bạn cuối cùng có được không bây giờ hãy suy nghĩ liệu có hàm số nào mà khi lấy đạo hàm lần thứ nhất và thứ hai của nó và cả đạo hàm thứ ba thứ tư Nó cơ bản sẽ trở thành hàm số giống nhau Có lẽ hằng số trước hàm số biến thiên Khi mình lấy đạo hàm Nếu bạn đã nghe nhiều video của mình Bạn sẽ nhận ra có lẽ nó là hàm số mình cho là Tuyệt vời nhất trong tháng học Và đó là hàm số E mũ X Cụ thể là có thể E mũ x sẽ không hiệu quả ở đây hoặc bạn có thể thử nó xem nếu bạn làm E mũ x nó sẽ không thả mãn vương trình đúng không? Bạn sẽ lấy E mũ x cộng 5 E mũ x cộng 6 E mũ x nó sẽ không bằng 0 nhưng có lẽ y bằng với E mũ hàng số nào đó R nhân x Hãy cho là y bằng với hằng số nào đó r nhân x thay thế nó vào trong này sau đó xem xem chúng ta có thể giải ra một r mà làm cho phương trình này đúng nếu có thể chúng ta tìm được một nghiệm hoặc có thể tìm ra nhiều nghiệm vậy hãy xem nào hãy thử y bằng e mũ r x thay vào phương trình vi phân và đạo hàm đầu tiên của nó đầu tiên vậy y phải sẽ bằng gì quy tắc tính đạo hàm hàm hợp đạo hàm của phần bên trong là r sau đó đạo hàm của phần ngoài vẫn là E mũ Rx. Vậy đạo hàm lần 2 là gì? Y phải phải bằng với đạo hàm R là một hằng số. về đạo hàm của phần bên trong là R nhân R của phần bên ngoài. Đó là R mũ 2 nhân E mũ Rx. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để thay nó vào. Mình sẽ đổi màu. Vậy đạo hàm lần 2 đó là R mũ 2 nhân E mũ rx cộng 5 nhân đại hàm lượng 1 nó sẽ là 5re mũ rx cộng 6 nhân hàm số của chúng ta 6 nhân e mũ rx bằng 0 và điều gì đó đang dần lộ ra giúp chúng ta giải phương trình này để tìm ra r tất cả những phần bên trái đều có một e mũ rx và hãy lấy nhân tử chung ra vậy đây sẽ bằng với e mũ rx nhân r mũ 2 cộng 5 r cộng 6 bằng 0 và mục tiêu của chúng ta hãy nhớ ta giải ra r và khi đó sẽ làm cho điều này đúng và để cho bên này của phương trình bằng 0 chúng ta đã biết gì E mũ x có thể bằng 0 không Bạn có thể lấy số mũ của một điều gì đó và được 0 hay không Không Vậy điều này không thể bằng 0 Vậy để cho phần bên trái của phương trình bằng 0 Biểu thức ngay đây phải bằng 0 Và mình sẽ làm nó bằng một màu khác Vậy chúng ta biết nếu chúng ta muốn tìm R thì r mũ 2 cộng 50r cộng 6 phải bằng 0 và đây được gọi là phương trình đặc trưng r mũ 2 cộng 5r cộng 6 được gọi là gì phương trình đặc trưng và nó khá rõ cho bạn là ở đây không còn là phép giải tích nữa đây chỉ là lấy nhân tử một phương trình bậc 2 và phương trình khá rõ ràng để phân tích nhân tử và đây là gì đây là r cộng 2 nhân r cộng 3 bằng 0. Và nghiệm của phương trình đặc trưng hoặc thực ra nghiệm của phương trình gốc này bằng với âm 1 và r bằng với âm 3. Vậy bạn nói chúng ta đã tìm ra hai nghiệm vì chúng ta tìm được hai r thích hợp để phương trình vi phân có nghĩa vậy chúng là gì cái đầu tiên là y bằng với e mũ trừ 2x đúng không chúng ta có thể gọi đó là y1 và nghiệm thứ hai là y2 là e mũ e mũ gì nhỉ là trừ 3x Bây giờ câu hỏi mình đặt ra dành cho bạn là đây có phải là nghiệm chung nhất trong video trước, trong video mở đầu chúng ta học về hằng số nhân một nghiệm vẫn là một nghiệm Vậy nếu y1 là một nghiệm chúng ta cũng biết chúng ta có thể nhân y1 với bất kỳ hằng số nào Vậy hãy làm điều đó, hãy nhân nó với C1 Đó là C1 ở đây, đây sẽ là một nghiệm Nó có vẻ hơi bao quát hơn rồi đúng không? Nó là một dạng hàm số C không cần phải là một nó có thể là bất kỳ hằng số nào khi bạn dùng một giá trị ban đầu bạn có thể tìm ra hằng số là gì và tương tự với y2 y2 không cần phải là một nhân e mũ 3x nó có thể là bất kỳ hằng số nào và chúng ta biết được trong video trước là nếu có một nghiệm hằng số nhân với nghiệm đó cũng là nghiệm chúng ta cũng biết là nếu chúng ta có hai nghiệm khác nhau nếu chúng ta cộng chúng với nhau chúng ta cũng có một nghiệm Và nghiệm chung nhất đối với phương trình vi phân này là y, chúng ta có thể nói y của x để xác định đó chắc chắn là một hàm số của x y của x bằng với c1e mũ trừ 2x cộng c2e mũ trừ 3x Vậy đây là nghiệm chung của Phương trình vi phân này Và mình sẽ không chứng minh nó Vì nó cũng khá rõ rồi Ý mình là mình sẽ cố thử em URX Có lẽ có hàm số kỳ lạ nào khác phù hợp ở đây Nhưng mình cho là và bạn phải tin rằng Đây là nghiệm chung duy nhất Không có hàm số kỳ lạ nào khác có thể phù hợp ở đây và có thể có những câu hỏi khác hiện lên trong đầu bạn là khi chúng ta làm phương trình vi phân đầu tiên chúng ta chỉ có một hằng số và nó đã ổn bởi vì chúng ta chỉ có một dạng điều kiện ban đầu và chúng ta giải ra hằng số nhưng ở đây chúng ta có hai hằng nếu chúng ta muốn một nghiệm cụ thể làm sao mình có thể giải hai biến nếu mình chỉ có một điều kiện ban đầu nếu đó là điều bạn thực sự nghĩ trực giác của bạn đã đúng bạn phải cần hai điều kiện ban đầu để giải phương trình vi phân này và bạn cần phải biết tại giá trị cho trước của x y bằng với gì và có lẽ tại giá trị cho trước của x đạo hàm đầu tiên là gì và chúng ta sẽ làm điều đó trong video sau hẹn gặp lại bạn